chào mọi người nhé. Trước khi vào một cái ngôi làng đã bị sạt lở, đất đá chôn vùi hẳn các mọi người ngôi làng, và sẵn đây là có những cái chiếc quan tài đang được để sẵn để tìm kiếm những cái nạn nhân xấu số đã được chôn vùi. Hiện tại trường đang có mặt tại thôn Làng Nũ của xã Phúc Khánh, Lào Cai mọi người nhé. Mọi người vào xem video cho trường xin một chia sẻ, một đăng ký kênh. Trường xin được cảm ơn đến ông bà và chú anh chị rất nhiều, có thể nói là rất thương tâm. Thế còn... Ôi khổ thần, thế là cũng con gái mình luôn ạ. Vâng, không thương con gái gì? Mình là con gái của nhà đấy. À, vâng. Rất thương tâm mọi người ạ. Quá không khiếp. Trên đây có một cái chiếc máy múc luôn này, đang nằm ngổn ngang. Và cho đến hiện tại bây giờ thì bà con, cái chú Trương là người là trên hết mọi người ạ. Chào quý ông bà của chú anh chị nhé. Hiện tại trường đang có mặt tại Làng Nũ của xã Phúc Khánh, Lào Cai. Và đây là cái vị trí có thể nói là rất thương tâm của bà con đồng bào tại nơi đây. Tiếp tục cái công việc tìm kiếm của các ban ngành liên quan, bộ đội và cùng bà con nhân dân tại đây vẫn tiếp tục để tìm kiếm những cái thể nạn nhân còn đang xấu số, còn đang bị chôn vùi dưới những cái lớp đá rất sâu mọi người ạ. Những cái hy vọng của bà con còn đang tiếp tục được các cái đồng chí bên phía bộ đội cùng nhân dân ở đây được công việc tìm kiếm diễn ra hàng ngày mọi người ạ. Chào mọi người nhé. Trước khi vào một cái ngôi làng đã bị sạt lở, đất đá chôn vùi hẳn các mọi người ngôi làng, và sẵn đây là có những cái chiếc quan tài đang được để sẵn để tìm kiếm những cái nạn nhân xấu số đã được chôn vùi. Hiện tại trường đang có mặt tại thôn Làng Nũ của xã Phúc Khánh, Lào Cai mọi người nhé. Mọi người vào xem video cho trường xin một chia sẻ, một đăng ký kênh. Trường xin được cảm ơn đến ông bà và chú anh chị rất nhiều, có thể nói là rất thương tâm và đau xót. Và phía đây có các đoàn tình nguyện viên từ khắp nơi đã vào để chung tay để ủng hộ đến bà con đồng bào tại đây. Mặt trắng cả một ngôi làng luôn mọi người nhé. Đấy, đây là trước khi vào một ngôi làng, có thể để lại cho bà con các cái vùng lân cận tại vị trí Làng Nũ đây một cái sự thương tâm đau xót, rất nhìn rất tội nghiệp mọi người. Những cái chiếc quan tài đã được bê sẵn, quan tài kể cả có những cái chiếc quan tài trẻ em nữa, thế là xem được rất thương tâm và đau thương. Đây có các một nạn nhân xấu số đã được tìm kiếm lên. Một cái cảnh rất đau lòng, rất tang thương cho bà con tại Làng Nũ xã Phúc Khánh. Đây là những nạn nhân. Và để tiếp tục cái công việc có các đồng chí bộ đội và cùng các lực lượng tại địa phương, cái công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại thì bây giờ trưởng xã đi cùng mọi người vào phía bên trong làng. Đây những cái công tác tìm kiếm của mọi người dân và địa phương xung quanh đây đang rất nỗ lực để tiếp tục để vào để tìm kiếm những nạn nhân còn đang bị chôn vùi trong những cái khối đất đá đấy. Có những nỗi đau của em đã mang những cái chiếc khăn tang và đi vào trong. Đây, phía trước đây là các đội dân quân tự vệ đã triển khai cùng các lực lượng chức năng phía bên trong cái và đứng trên đây mọi người có thể là quan sát được những cái lượng bùn đất rất nhiều, và phía bên kia có hai máy múc, có các đồng chí bộ đội đang
lại để tiến hành tìm những cái thi thể còn lại mọi người ạ. Ngay cái phía bên cạnh trường đứng đây là những cái dòng suối cuối nguồn và những cái lượng đất đá bùn trôi qua đây, các bạn có thể là nhìn thấy rất nhiều. Đây là điểm cuối nguồn và điểm trọng điểm là trên kia có các dân quân tự vệ và các đồng chí bộ đội đang tiếp tục những cái công việc tìm kiếm các thi thể còn lại mọi người ạ. Năm mét. Dạ vâng. Ô thế là đất đá là ùn 5 mét hả ông? Tầm khoảng 5 mét thì về đến đây nó mới dần thôi. Dạ. Đây. Vâng. Bây giờ là xem được hai bờ suối nó lên khoảng mấy chục mét thôi. Dạ. Vâng. Thiếu đâu. Tạt ra đấy vì là được đây là cái thế này. Vâng. Nếu không có cái đồi kia là cái má bên đây là cũng bị ảnh hưởng đúng không? Ừ. Sợ ông nha. Dạ vâng. Thế là ngày cái thời điểm đấy là lúc mấy giờ sáng ông? Lúc qua đấy là lúc tỉnh dậy thấy kêu quá là dậy là đúng 6 giờ. Dạ. Thế là tôi đi nước qua đấy. Dạ. Chả nhìn thấy gì cả, toàn cây cối rồi cây với lại nhà cửa quanh là chùi bùng mình rồi. Dạ vâng. Đất cái là chùi hết rồi. Vâng. Thế cái thời điểm lúc đấy là ông đã thức dậy chưa? Ông dậy đúng không? Như là vừa thức dậy là về đến cái chỗ cây cầu kia. Dạ. Vâng. Ờ thế là thức dậy là ông đó. Thấy đất đá đã sạt vào cái vị trí đây. Dạ, đến chỗ cây cầu còn đứng. Dạ vâng. Đấy không khí bao nhiêu mà rất thương tâm ông. Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều nha. Vâng. Thế thì qua đây những cái công việc tìm kiếm và những cái gì còn đang tiếp tục triển khai những cái công tác để tìm kiếm những nạn nhân còn đang bị chôn vùi dưới cái lớp đất đây, thì qua đây trường sẽ tiếp tục trường chia sẻ cho ông bà của chúng anh chị cùng các bạn có thể là xem được. Đây thì ngay phía dưới đây mọi người đã có cầm những cái chiếc khuya chiếc gậy đang đi để tiếp tục công tác tìm kiếm những bà con còn đang chôn vùi dưới cái đốc đá đây, và từ đây chạy lên trên kia là rất rất dài mọi người ạ. Đấy, một khối đất đá rất lớn đấy, có thể nói là rất thương tâm. Các chú bộ đội đang tiếp tục để triển khai, có hai cái máy múc đang có rà soát lần lượt để xem còn những cái thi thể còn lại. Ngài cái ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh của làng Nú, rất nhiều các ban ngành tổ chức liên quan đã có quan tâm và đến đây để tiếp tục những cái công việc tìm kiếm những xác nạn nhân còn đang bị chôn vùi ngay phía trên đây. Ở đây là một cái lều giã chiến của bộ đội mọi người ạ. Wow, và có thể nói đây là những cái chiếc xe máy còn đang sót lại, có bà con đang chào các bác. Các bác là người địa phương tại đây luôn hả bác? Vâng. Có đây cái công việc tìm kiếm đến giờ cũng đã 5 ngày bác nhỉ. Vâng. Thế theo bác ở đây trực tiếp ở đây, bác có còn nắm rõ được cái lượng các cái thi thể còn lại như dưới đây hay nhiều không ạ? Khoảng 12 13 người nữa. Vâng. Khoảng 12 13 người. Vâng.
thương nhà bác nha. Quá thế là ngày cái buổi sáng ngày mùng 10 đấy là bác cũng ở trực tiếp ở như đây luôn đúng không ạ? Nhà ngay đây luôn à? Vâng. À nhà bên dưới bên kia. À thế bên trong kia là mọi người đang làm cái gì bên trong đấy? Đang đào huyệt để chôn. Chôn cái anh đây. Vâng. Và cái anh mà mới được đưa đi bệnh viện Hà Nội về. Vâng đúng rồi. Vâng. Thế thì qua đây cái anh là người trực tiếp ở đây thì anh có thể anh chia sẻ cho em xin một tí về cái thông tin trong cái ngày hôm mà sạt lở cái khu vực có làng Nũ Ta đây anh. Dạ. Hôm đầu tiên hôm sáng ngày mùng 10 ấy. Dạ vâng. Đầu tiên thì lúc đấy vừa mới dậy, tức là mọi người thì bảo mình nghĩ là chắc là trời mưa thì mọi người cũng chưa dậy đâu. Dạ. Thế mình ở nhà thế này cũng không biết là thỉnh thoảng là trời mưa thì dậy xem nước vui. Dạ. Hôm đấy dậy lên thì dậy sáng thì nó mưa, nó cũng mưa bình thường thôi mà. Dạ. Nước nó cũng không to đâu. Dạ. Thế nhìn ngồi ở trước cửa cứ nhìn là thấy tự nhiên thấy như cái kiểu ô tô ấy, nó rình về chỗ đấy. À dạ vâng. Cái đầu tiên là nghe nó nhẹ rồi xong là về sau nó cũng thấy mạnh dần lên. Dạ. Nghĩ là xe nhà ông bóng bàn với lại là xe nhà cai cương nó. Vâng, là đi làm. Vâng, xe vật liệu. Vâng. Nên là về nhà, chỗ đằng sau nhà mình sạt. Vâng. Không nó xe nó không đi được, xe nó lại lùi. Dạ vâng. Thế này mình xuống một phát thì nó gặm tràn. À thế lúc đấy xuống nhìn, là nhìn, vào nhìn, cái gầm sàn nhà anh nhỉ? Không, nó chưa đến. Nước nhìn thẳng sang bên này thấy nước rú về đến khu bên dưới chỗ cây chuối còn đây có cái lá vàng vàng ấy. Dạ vâng. Một đống một cục đi trước nên là nó cứ nhảy lồng bồng. Vâng, thế là trồi dần. Thế là đi sau thì cũng rồi nhìn thấy toàn thấy đồ nhà mới lại cái gì ấy. Thế là lúc đấy là anh cái cảm giác là biết là đất đá là đang bị trôi giạt, đang bị cuốn trôi đúng không? Vâng. Biết là lũ ống rồi. Vâng. Lũ ống lũ quét à? Dạ. Thế là không nghĩ là nó về ở bên này nó trôi xa, không nghĩ là mấy cái nhà ở bên đấy là lúc đầu tiên là nó. Dạ. Là nó sạt đấy. Dạ. Nhà nó sạt ở dưới gầm sàn, nghĩ là mấy nhà kia thôi. Thế dạ vâng. Kêu mọi người ở dưới kia, mọi người đi sớm đi xem nước ấy. Dạ. Mọi người không nghe đến tí nữa mà nó chắc là nhìn lên thấy đây là thấy chạy lên cái chỗ đó. Cái bên trên cái cầu ấy. Dạ. Và cái cầu phía đuôi kia. Vâng dạ. Đứng ở đấy cho là mình ngồi ở. À thế là lúc đấy là anh từ đây anh chạy xuống đây đấy không mình mọi người thôi trong là mình vẫn dạ, vâng. Nhìn thế là cứ thấy có người kêu ô anh thôi. Chắc là có người trôi rồi. Dạ. Mọi người chạy xuống hết không kịp. Vâng. Lúc đấy là cuốn trôi mạnh đúng không anh? Vâng, lúc đấy cuốn trôi mạnh. Dạ vâng. Xong là mình lại nó cạn đúng như thế này luôn nha. À. Nó lú một phát là nó cạn bây giờ như nước bây giờ này. Dạ vâng. Xong là mình mới bật lên trong. Nhưng mà ý là cái lúc đấy cái người đã bà con đã bị trôi xuống đấy có vớt được ai dưới đáy không anh? Có vớt được một thằng bây giờ đi viện rồi, nước ở trên Lào Cai ở Bảo Yên. Dạ. Thằng đấy thì chắc là cũng bị trượt khớp mông nữa. Dạ. Nên là nó tít trong này. Vâng, tít sau trong kia. À thế là trôi dạt máy xuống đây xuống luôn. Qua cầu xuống. Vâng, bám được thì thế may anh nhỉ. Qua hai thằng mới cứu được. Dạ. Vâng. Dạ vâng. Lại. Dạ. Thế là tổng cái đầu ngôi nhà cái dân số như trên cái làng Nũ này là tổng là bao nhiêu hộ anh? Cú mất đó. Dạ vâng. Cú mất là 37 nhà. 37 nhà. 37 nhà đây. Dạ. Thiệt hại như là tôi một phần họ chạy được có mấy nhà, họ chạy được 4 nhà 5 nhà. À dạ. Vâng, thế là 37. Bên hai bên gì à? Tức là hai bên gì à? Vâng, một phần ở bên này nữa là vâng. Nhà con gái con rể tức là ở tránh sạt cũng đi luôn cả nhà. À. Ô thế dạ ô khổ nha. Thế là nhà con rể có việc gì không anh? Thế đây còn. Ô dạ, khổ thần. Thế là cũng con gái mình luôn ạ. Vâng. Ô, thường mình là con gái của nhà đấy. À, vâng. Vâng. Xem hộ kinh tôn hàng. Dạ. Vâng, vâng. Em cảm ơn bác rất nhiều nhé. Thế thì qua đây các bạn có thể là sẽ nghe được những cái thông tin có anh cũng là người dân ở đây trực tiếp anh kể lại. Ở đây bây giờ
bây giờ tiếp tục xin sẽ đi lên cho đây cho chia sẻ cho tất cả mọi người có thể là xem được những cái công việc tìm kiếm của nhân dân và các đồng chí bộ đội đã tham gia tại đây và đang có những cái chiếc máy múc. Ở đây là một cái chiếc xe này. Đây là những cái gì còn sót lại ngay cái hiện trường vụ sạt lở. Đấy. Rất thương tâm mọi người ạ. Quá không khiếp. Trên đây có một cái chiếc máy múc luôn này. Đang nằm ngổn ngang. Và cho đến hiện tại bây giờ thì bà con cái chủ trương là người là trên hết mọi người ạ. Còn các cái đồ chẳng hạn như là các cái châu bò bà con không cần thiết hoặc là những cái đồ gì mà còn đang sót lại đây cũng bủa luôn. Đấy và xa xa bên kia là một cái đám tang người bị nạn nhân xấu xố bị cuốn trôi luôn. Bà con đang đang khênh để mang đi cất đi chôn đấy mọi người. Đấy. Rất thương tâm. Đau thương. Xin được chào quý ông bà cô chú anh chị nhé. Hiện tại trường đang có mặt tại làng Nú của xã Phúc Khánh, Lào Cai. Và đây là cái vị trí có thể là nói là rất thương tâm của bà con đồng bào tại nơi đây. Tiếp tục cái công việc tìm kiếm của các ban ngành liên quan, bộ đội và cùng bà con nhân dân tại đây vẫn tiếp tục để tìm kiếm những cái thi thể nạn nhân còn đang xấu số, còn đang bị chôn vùi dưới những cái lớp đá rất sâu mọi người ạ. Những cái hy vọng của bà con còn đang tiếp tục được các cái đồng chí bên phía bộ đội cùng nhân dân ở đây được công việc tìm kiếm diễn ra hàng ngày mọi người ạ. Đấy, hiện tại trường đang có mặt tại đây nhá. Trên đây là một cái chiếc máy múc đang tiếp tục đào bới trên vị trí trên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phía đây quý ông bà của chú anh chị có thể xem được chị còn đang có một người con gái còn đang chưa tìm thấy xác, và bà cũng đã vật lộn trên cái chiến trường đổ nát vậy cùng với các đồng chí bộ đội và nhân dân địa phương. Các ban ngành đã tham gia tìm kiếm trong cái quá trình lâu nay, và đây là thực tế là xác của con gái của chị còn đang còn chôn vùi dưới cái phía lớp đất đất đá ở đây. Bà vẫn đang có những cái hy vọng và những cái nỗ lực để tìm kiếm, những cái phút giây có thể nói là rất cảm động tại đây. Đấy. Và trên phía trên kia là cái chú chúa nghiệp vụ đã được đưa đến mấy ngày hôm nay tiếp tục vẫn cái đằng cái công tác để tìm kiếm. Một số nạn nhân còn đang sót lại dưới vũng cái khối lượng bùn rất lớn tại đây, thì cái vị trí của các đồng chí bộ đội đã có những cái sự bới đào về máy móc và nhân lực con người đang tiếp tục để tìm kiếm những cái địa điểm khả nghi có bà con, và có những cái vị trí được thăm dò